một hai ba bỏ vô. Chào mọi người đến với kênh Đen Vlog nha. Chào các bạn. À, hôm nay mình có trò chơi nhỏ nhỏ dành cho mấy nhóc nữa. Đó, mọi đứa là mỗi cầm một túi nước đá hết rồi. Mọi người biết chơi trò gì chưa? Là chơi mình chơi trò là bỏ nước đá vô trong áo. Sao chửi? Mình cho mấy nhóc ăn đi hết rồi. Đó, giờ mình quy định trong vòng 10 phút bỏ nước đá vô trong đây. Trong vòng 10 phút đứa nào chịu nổi trong vòng 10 phút là đứa đó thắng. Chú sẽ thưởng 5 cục kẹo luôn. Đó, còn đứa nào thua là chị ăn chịu nha. Còn đứa nào mà thua chưa đến 10 phút là chưa thua là đứa đó thua. Đó, ha. Nhưng mà bỏ bụng đứa nào mà để bỏ vô mà tuôn nắc luôn là đứa đó thua nha. Ok không? Okay. Bỏ có một cục vừa cô. Bỏ hết mình đứng đá luôn. Đó, vậy như vậy mới vui. Vậy ok ha. Mới okay. Mới hiểu được hết nha. Rồi okay. Okay. Giờ trò chơi bắt đầu nha. Chú đếm 1 2 3 là bỏ đứng đá vô trong chú phải bổ nguyên bệnh. Chế nước đá vô. Rồi ok 1 2 3 bỏ vô. Chưa giờ kêu tụt kìa. Bỏ vô. Nè đây chị chua chế nha. Rồi thua. Rồi chạy đường vậy chạy cũng được rồi. Tăng chơi chân bảo tăng chơi chân bảo. Chơi vô chân bảo. Chơi vô nhanh. Đây. Nước vô lỗ. Nước mặt lên hả? À. Rồi phải dính lại nha, dính lại. Rồi trong vòng 10 phút nha. Trong vòng 10 phút nha ba đứa. Đứa nào mà trong vòng 10 phút mà chịu thua là không được cục kẹo nha. Rồi, thằng Tăng chơi đổ, dừng đổ kìa Tăng. Dịnh lại Tăng. Dịnh lại. Chơi cô Tăng đổ hình mới. Anh à. 1 phút. Đó, 1 phút câu qua. Dừng đổ, dịnh lại. Thằng nào đổ như vậy. Dịnh lại bảo. Đổ hết là thua nha. Nè, ngồi ghế đi. À, cho ba thằng ngồi ghế luôn nè. Lấy ghế cho ba, thằng luôn nè. Đây. Rồi, ngồi ghế lên Tăng. À, cho ngồi dưới đất luôn. Dạ, như có bầu nha. Đây, đây. Quay mặt, coi đây, quay mặt đây cho nó vui. Quay mặt đây Bảo. Nuốt bọc luôn. Chơi chen chen Bảo chơi để vô bụng lên bạn chứ. hai phút chơi Bảo chen chen nha, đứng nha, cho để cho nước đá vô bụng như sát bụng như. Đó, ở vậy là nó mới sướng. Bảo nữa. À, nó vậy nè nó mới sướng. Con muốn con ăn cái bột ép. Chơi ép nhìn sao cho được, chơi gì ăn gian. Nó đây. Nó cũng làm chứ bộ. Đúng vậy rồi. Ừ. Trời ơi. Kìa, chơi kỳ vậy. Bảo ăn bột ép rồi. Nghe rồi cho mình ngồi gọi luôn. Ngồi chịu luôn cho ướt luôn. Là con cũng cởi cái áo ra để cho. Chơi gì? Chơi gì hay là dạ, cô Bảo ối cô Tăng chơi vậy là chưa được, chưa hợp lại. Bị lại. Rồi, ăn thua.
Đang chưa nói luôn rồi. Hết nói rồi. Hết rồi. Chứ giờ bụng ngon à. Giờ nó ăn cái bụng ngon cho. Nó ngon luôn. Năm cục kẹo luôn đó. Nhớ năm cục kẹo luôn đó. Quay mặt qua đây coi. Mặt coi luôn màn hình rồi chứ. Cho mọi người thấy mà chứ. Biểu cảm. Bà con không chịu hô đâu. Rồi, quá. 10 phút có 10 phút chứ nhiều đâu. 10 phút là chưa tan hết đá nữa. Giờ giống như mình ráng tập chịu lạnh mốt ra Bắc Cực mình ở. Mình lạnh mà đỏ cái bụng luôn nữa bạn. Tao đứng dậy cái, đứng dậy cái cho nó vận động được chứ. Ơi nhìn 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 lại con tuột nha. Quay mặt cái đây coi. Bảo bảo đứng không nổi luôn. Nhìn nhìn lại nha, con tuột nha. Con tuột á, chưa, mới 5 phút à. Ngày 5 phút nữa. Hai ngồi sát sát vô coi. Rồi. Bị bầu rồi. Bị bầu chưa? Xin... Sao rồi? Cho mình xin xíu nha các bạn, mình về nhầm bé xe trai các. Rồi mày cô Đăng là thua rồi. Thua là thôi cho cục kẹo à. Còn có hai thằng, còn hai thằng mọi người. Mặt trời ơi đâu rồi, mặt trời lên đi nắng. Là ba hai đứa ngồi cho nó ngồi ghế luôn. Xin chào bài, xin chào bài. À. Chưa, mới cái 6 phút hà. Quyền vật đó. Ai vô hai. Gái nghe, bún nữa, bún nữa, bún nữa. Trời ơi, sướng không chân. Bả chị hồi chưa? Anh qua chắc là chị không nổi rồi. Bún phút nữa, kẹo bún phút nữa. Có 10 phút chứ nhiều. Mát lắm, mát lắm. Chia nước đá ra cho nó đỡ lạnh. Ừ, vận động đá lên đây nè, cho nó tan đá nè. Bụng ngon quá đỡ trong tăng. Mình nó lạnh quá. Đóng quá. Sao sao, cảm giác sao, cảm giác sao? Lạnh quá chú em ơi. Chú em không thử đi. Rồi rồi, hồi nãy em với đứa nào đứa nói bỏ vô mát mát thôi mà đâu có lạnh gì đâu, đứa nào đi. Mai khốn rồi chú em. 4 phút nữa. Ủa sao? Đó, nói sao uống nữa. Mà. Uống nữa. Mát không? Trời, dạ, trời, trời nắng này, cái chơi này nó mát, đừng đổ, đừng đổ. Đừng đổ. Dịnh vô. Xì cho anh thắng đi. Dịnh vô. Thắng anh cho kẹo cho. Ngu gì tim. 3 phút nữa. À. Cố lên, cố lên, cố lên. Uống bông. Uống đĩa nè. Nè em muốn chết rồi. Này là gì đây? 3 phút nữa. Được không? Tỉnh vơ thấy không? Đâu có lạnh đâu. Mấy phút nữa chưa hiểu. Bóc nữa. Ốc, 2 phút nữa. Mấy nhỏ giờ, lạnh quá giờ đã hỏi nhiều phút hoài luôn. Mấy phút vậy chưa hiểu. Sắp vài.
đá chưa tan hết nữa, thấy không? Nó còn cái này ngóc nè. Mày im đổ rồi lớn. Giờ đứng vậy là đổ hết. Rồi, giờ đổ mồ hôi luôn thấy không? Ờ lạnh mà đổ mồ hôi. Giờ nấu nước sôi đổ vô mới mới. Cho nó xuống cu hả? Không chắc, chắc. Chắc về có cu cu ngâm lạnh chiên ăn ngon. Mát không, mát không? Quá mát. Hết tê luôn á chú Hiếu. Hết tê. Sắp đỏ luôn rồi em. Không có cảm giác gì luôn á. Nó chỉ thấy lạnh lạnh thôi chú Hiếu. Lạnh lạnh rồi. Ở chú coi coi. Mấy phút nữa chú Hiếu? Một phút nữa. Giờ lấy cái gì đâm vô bụng con cũng không đau nữa. 40 giây nữa. Teo chưa? Chưa teo. Chưa teo, chưa teo. Còn được đó. Chưa chú Hiếu. Chưa chứ nữa. Rồi đứa nào chưa thua? Đó, giờ đó. Hết 10 phút rồi đó, đứa nào chưa thua? 5 cục kẹo nữa nha. Có 5 cục mà nãy mới lấy về 6 cục luôn á. 5 cục á, 5 cục kẹo luôn á. Đứa nào chưa thua? Đó. Hết giờ rồi đó, đứa nào chưa thua nè. 5 cục kẹo. Có 5 cục. 10 cục đấy chứ. Ờ, nãy quy định rồi, lúc đầu nó quy định rồi. Quy định là nãy ba thằng lần kia nó bỏ cuộc rồi. Hả? À. Đờ luôn, dở đờ luôn, dở đờ luôn. Thôi, 10 phút rồi. Cho hai đứa quầy luôn đó. Chịu không? Không. Rồi, cho mỗi đứa 5 cục kẹo luôn. Nước đá ra. Mọi đứa đừng ngâm. Mấy nhỏ lạnh teo hết rồi, tội nghiệp cho mấy nhỏ thôi, cho hai nhỏ hoài luôn. Vậy. Hai đứa hoài chứ cho mỗi đứa 5 viên kẹo luôn. Hoài đây. Không chịu hoài luôn à. Cho 5 viên kẹo luôn mà không chịu hoài luôn nè mọi người. Đó, à, quyết thắng. Việt Nam cố lên. Ủa chú Hiếu 11 phút bao nhiêu cục kẹo? Ủa nãy chơi với có 5 cục kẹo, đứa nào thắng cho 5 viên kẹo mà tại nãy ba đứa. Ừ. Con tăng bài cục kèo hả? À? Không, người ta không được cục nào. Tăng hả? Tăng điện lượng viên thôi, tăng tăng bỏ cuộc sớm mà. Đó. Quay không? Quay mặt đây coi. Quay mặt vô, quay mặt vô đây. Rồi ok, hàng đó cho hàng đó quay luôn rồi. Chịu cầm cự quá rồi. Trời hên quá. Bạn có đỏ không? Không có đỏ luôn á. Đừng có đá. Sao sao à, hai đứa cho chú cái đỏ, cảm giác sao đâu? Nó đỏ mà con không đỏ chứ em. Con đỏ. Nó nóng lắm. Con không đỏ. Lạnh hồi nóng luôn hả? Rồi, chú cho mọi đứa 5 viên kẹo nha, coi như nuôi hoài nha. Dạ. Hai đứa nhóc này cố gắng chịu á mọi người. Chú Hiếu. Tụt quân luôn đi. Thôi bây giờ mình cho mỗi đứa 5 viên đó nha. Hai đứa lại lựa đi, phải chú cho mỗi đứa 5 viên đó. Mình cho mỗi đứa 5 viên luôn đi chứ hai đứa nó cố chịu, không đứa nào chịu thua hết. Thôi clip mình như kết thúc đây nha mọi người. Mọi người xem video thấy vui thì cho tụi mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để tụi mình có động lực làm những video khác hay hơn, hấp dẫn hơn cho mọi người cùng xem ha. Giờ hai nhóc lên lò mì chì chia kẹo rồi. Bye bye, xin chào tất cả mọi người. Các bạn đừng chờ.